Tất cả bạn, bữa nay là sáng mùng 2 nha bạn. Mùng 1 bị thứ dây dập hơi te tua chút xíu. Sáng mùng 2 thì mẹ mình sẽ nấu cháo cá với lại xào đậu với thịt bò với lại hái rau càng cua, rau đắng với rau bồ ngót ở trong nhà mình nấu cháo cá ăn cho nó lóc lên nha bạn. Ăn đậu bún thì cho nó bún lên cho một năm nó suôn sẻ nha mấy bạn. Mình dưới trời mới thay nữa nè. Hả? Xanh nè, con này mới mạnh nè, trắng mạnh nè. Dạ, để con trắng lại nướng đi. Còn cái cao này chú từ hái đậu ra, đậu đỏ cái dài dữ lắm. Anh bị rồi, bị sâu phải không cha? Tối hả con? Tết là mình phải ăn cái đậu bún siêu to khổng lồ này mới bún lên nổi nha mấy bạn. Quá trời đậu luôn. Cái dài cái nó hơn nữa hước. Hơn không? Hơn nữa hước à? Hơn. Tám tắc. Có giá với có cải salad rồi. Thế là hai cha con mình đã làm xong rau rồi, hái xong rau rồi. Mẹ mình chắc cũng mần cá xong rồi đó. Ôi cha ở nhà ăn cháo cá luôn không? Hay cha đi về nội? Cha về nội hả? Để con gọi coi. Wow. Bắp có trái rồi, woo, quá lạ. Giống như vậy nè mấy bạn, rồi sắc củ cải thì là mình đem đi rửa là mình là xào với thịt bò nha. Mẹ mình cũng hái thêm đây là rau bùn ngót, cha mình hái rau đắng nữa là mình ăn cháo cá nha mấy bạn. Còn kia là thịt bò. Và bây giờ cô Tư của chúng ta sẽ nấu cháo nha. Nãy giờ có Dượng Sáu mình xuống chơi. Gì vậy? Không ngay là gì, xẹt hay vậy? Để sửa cho. Rồi. Hello, chào các bạn. Con cháu hôm nay nấu cháo cá. Bây giờ cô phi tỏi rồi lên đang ấy cá, lăn cá đang cho nó thơm nha các bạn. À, trái, trái quá. Trái quá. À, tôi... Đeo mà bữa nay nhìn phát là biết cái miền Tây liền. Miền Tây thích đeo vàng lắm. Mà sao có nhỏ con gái, các bạn hỏi sao không bao giờ thấy con đeo vàng luôn á. Nó như nó thích đeo. Ngày hôm qua mẹ biết cái gì không? Mặc cái áo bà ba mà nó có cái nút bà bằng bạc á mẹ. Nó cấn nè, nó nổi chỗ này nè, hên là cởi ra sớm chứ thôi là nó ghẻ lên rồi. Giờ dầu cô xôi rồi, cô cho tỏi vô luôn nha. Mình là đeo vàng giả không có được mấy bạn ơi. Thôi cô, hôm qua đi chút sân lấy vàng giả đeo vậy chứ không có vàng thiệt đâu đeo các bạn ơi. Bỏ gì vô giờ mẹ? Bỏ cá vô cháy hả? Bỏ cá vô cháy cho nó thơm. Tỏi vàng cô cho cá vô đi. Nãy cô ướp cá rồi bột ngọt rồi muối rồi. Tỏi vàng thật. Xong giờ cho cô cho nước vô luôn. Cháo cá ăn đừng cho coi mần ăn lóc lên nổi không các bạn. Giờ mình sẽ ghẹo mẹ mình. Mẹ ơi bây giờ nồi cá nó sôi quá giờ mình sao? Mình dặn lửa bớt lại hả? Giờ sao mẹ? Dặn lửa bớt. Rồi nó chín thì vớt ra. Chắc con nghĩ phải vớt cái ra luôn quá. Cho gạo vô luôn. Mới để ấy vậy hả? Mới để ấy là sao mẹ? Nhúng mấy công hành vô luôn hả? Nó cột á. Đó mấy bạn thấy mình ghẹo mẹ mình chưa? Mình vớt cá ra cũng được vậy. Mà không, mình phải làm cho mẹ mình bận rộn vậy đó. Cho mẹ mình chửi chơi. Bữa nay mùng 2 rồi mà. Cô thì đi xào đậu nè. Mẹ, cô đang làm gì dưới giờ con? Cô đang xào đậu. Đang xào đậu hả? Có làm lạp xưởng gì không? Ừ, với cô ấy là gan lạp xưởng. Đậu này chín tới chưa? Giờ chín chưa?
Nước nở hả? Chín thấy bà luôn. Đó, giờ con vớt cá ra nè. Nãy cô rang gạo rồi nè. Có cái tỏi rồi cũng đây. Wow. Vậy là mình cứ để đây cho cháo nó chín thôi, mình sẽ đi ấy thịt bò. Xào thịt bò với lại mình làm cái lạp xưởng. Bữa nay có khách vô nhà mà nó cho nên mẹ mình nấu cúng trễ mấy bạn, cúng đất đai trễ, chắc cúng bà Phật bánh kẹo gì quá. Xíu đi mua đồ nấu lẩu cá rồi mua luôn. Hành lá với hành củ luôn. Cắt nhào nè. Hành phi vô không? Hành phi chút mua lá mà. Hai ăn tiêu không? Hả? Trời, nay hết cử rồi. Hết cử rồi hả? Mùng 1 mới cử. Mùng 1 là không ăn tiêu, mùng 2 mới ăn không? Sao mẹ? Vừa ăn không? Vừa. Lấy nước mình thấy thêm miếng. Con cá này nhìn rất là đẹp và hấp dẫn luôn, thấy không các bạn? Giờ cho hành cháy lên. Hành cháy lên. Tỏi không? Tỏi cháy không? Trời ơi, cái khác biệt liền. Thơm hấp dẫn chưa? Có miếng tỏi phi vô nữa nha. Để xuống con này. Cháo của mẹ mình, mẹ nói hơi đặc quá, bây giờ mình sẽ cho thêm miếng nước vô. Củ hành, hành lá sắc. Cái này không có đi chợ mua nấm mua gì hết. Nhà có còn gì của nó. Vậy thôi. Đất đai con ngạn rửa trước. Ủa chiều kia nữa kìa. Con mới lấy chai rượu mới luôn. Trời mà sao cái nắp của nó hơi bị xì ba chao chút. Con để cá đây được ha. Quên ăn cháo mà không đem cá. Hai giờ chiều luôn rồi, bây giờ mình với mẹ mới ngồi đây đang ăn cơm nè. Tại nãy giờ chờ cúng cơm á mọi người. Ngon không? Lạc gì không? Đũa mẹ đâu? Ngồi đó đi con lấy cho.
kìa. Bữa nay mùng 2 thì thường mùng 2 thì ở nhà mình sẽ có chị Rùi nè xuống chơi, rồi ví dụ uống vài ly chung với mình á. Nhưng mà giờ chiều chắc tới xíu nữa chị Rùi mới tới, có con Trung tới rồi mà con Trung xỉn nó đang nằm ngủ trong nhà. Còn Tiên Nghi Quy thì đi chơi chung với mấy bạn rồi. Chắc chút xíu nữa cũng về tới. Múc cho mẹ đi mẹ. Mẹ có quên gì với bếp nữa không? Chắc chưa? Chắc. Chào các bạn con cháu, hôm nay mùng 2 cô với Như làm cá nấu cháo cúng xong rồi nè, mà giờ dọn đuôi xong rồi mà mời các bạn các con cháu trong nước ngoài nước thưởng thức cái này món cháo cá lóc này nha, rồi thịt bò xào đậu rồi không gấp con nhỏ cá nổi rồi lạc xưởng rồi tưới sữa luôn mà hai ba món nè các bạn, mời các bạn dùng với cô với Như nha. Tiên nay không có nhà, Chung nó vô rồi mà nó xỉn rồi, nó xỉn rồi nó ngủ rồi, để chiều rồi đó vậy chiều vậy nó chinh chiến, chiều ăn lẩu cá đi. Này có bắp chúng lên cho nó nấu lẩu cá ăn nè, con để cá ra cho mẹ nha, để đó mẹ. Cái đũa này bị sao đây, khó gấp. Ngon quá. Ngon không? Cháo không cũng ngon. Sáng giờ uống áp chưa? Rồi. Áp rồi. Nóng dữ chưa? Nóng gần chết nè mẹ ơi. Ngon quá à. Đôi bụng ăn từ từ phỏng cái miệng luôn á. Cá mà mẹ mình vừa kiểu như vừa luộc tới á, mình cảm giác như ăn nó còn dai và rất là ngon luôn á. Cuối cùng là mẹ mật con cá màu trắng hay cá màu đen? Trắng. Nó dai hơn con cá màu đen sao? Cá này cơm trống gì. Thịt nó ngon ghê á. Mỡ ít hơn cho mấy. Dạ. Quá trời ngon trời. Bỏ rau thêm vô ăn cho nó ngát. Bày tô. Đâu bỏ xương đây. Mùng 2 đòi lóc đi đâu. Ngon dữ trời. Ăn miếng thịt bò. Quá thơm quá rồi. Rau đắng, rau bùn mót, cải, salad, giá đầy đủ. Giờ tới giờ đau bụng chập hai cái sáng ăn tô cơm à. Mẹ ăn gì đâu, ăn miếng su đủ cho dặn. Tay gung 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 gung. Miếng su đủ cho dặn. Cá lóc này nè, mua cá lớn cỡ ký mấy con là thịt nó dẻ dai ngon lắm các bạn. Bốn con này ba. Bôi thịt nè. Đại nhiêu? Sớ trong bóng. Bốn con là 3kg á. Con 1,5kg. Mà anh lấy con 280.000 là nhiêu ký? Có 4 con 3kg. Chưa được 1,5kg, 4,5kg mới. 4 con 3kg chưa tới 1kg mày ơi. Sao 4 con bự mà không tới 3kg? Thì ai biết đâu. Ông cho mình con. 4 con 3kg 280.000. Thì thay vì con ký thì 4 con mới 4kg. Ủa là còn 1 con có 750g à. Đánh liều ra đi. 750g bự dữ ta. Con cũng không hiểu sao. Mua cá chỗ này đó giờ ngon. Thì đó con với Như lại mua cá yêu hồng á. Nè, về chiên có bánh tráng ăn hả? Nước nách luôn. Dễ thật. Cá yêu hồng à. Có 1kg một con á. Ngon quá. Ngon quá, ăn nhiều chưa?
nè, một tượng đây nhóc nè, làm từ thám như vậy. Giờ bắt đầu hàng xóm hát karaoke. Hôm qua mùng 1 mình với Thí Di miền Tây sông nước hát tới chiều luôn, chiều tối luôn, tới 6 giờ nghỉ ha mẹ, 10 giờ sáng hay gì vậy? Mẹ làm trà tắc hay gì vậy? Có hơi tắc. Làm nó ly. Làm cho xỉn ly hả? Làm cho xỉn ly hả? Để thử miếng lạc xuống rồi. Lạc xuống này là 160.000 ký. Mời các bạn nha, mua lạc xuống mấy bữa nay chứ này cũng mới chiên. Ngon. Vừa ăn. Mỡ nhiều không? Mỡ cũng nhiều. Mà có hơi mỡ mỡ mới ngon, thịt thơm cũng thiệt. Mà con thấy này thật nhiều. Con thích ăn mỡ nhiều. Có mỡ đó trong bóng. Mỡ giống như kỳ con mua 100.000 vậy ha. Nhưng mà lạp xưởng này bán Tết mà 160.000 là mình thấy ok rồi đó. Nếu mà bán hơn là mình không mua đâu. Có nhiều chỗ bán 180, 200, 230 luôn á. Nhưng mà người ta bán lạp xưởng khô mấy bạn. Mà mình thì không thích ăn do lạp xưởng nó khô quá. Lạp xưởng khô 28. Tại vì đó, nó cứng lắm, nó không có ngon. Theo cái gu mình là mình thích ăn mỡ, nó mềm mềm á, nó mới ngon. Với lại nó cứng quá mình thích. Mẹ không ăn miếng thịt bò nè. Để cô cảm nhận thịt bò. Mời các bạn nha, dùng thịt bò cô xào đậu bún ở nhà cô. Còn ngon. Dê dê, mềm mềm. Ăn miếng đậu bún cho bún lên à? Ăn miếng đậu bún cho bún lên. Lóc lên cái bún lên. Lóc bún lên. Cho video nó lên cả. Hôm à, bạn con chúc tới mà ông có chúc gì vào đó. Chúc em ra video nào là đề xuất video đó rần rần. Chúc một cái là kẹo lên. Đừng có chúc gì mà dài dòng xa xôi. Năm mới rồi giờ sức khỏe hết trơn. Có sức khỏe là tài lộc đúng không em? Chúc ra video nào video đó rần rần là tự nhiên nó có tài lộc đến. Làm người chỉ mong được vậy thôi. Như vậy mình mong mọi người chúc mình vậy, nhưng mà mình sẽ chúc lại mọi người sẽ có nhiều sức khỏe, phát tài với lại phát lộc đúng không nè? Thịnh vượng, làm ăn được tiến tới. Trời ơi, đúng rồi, ăn cháo này là phải có nước nhiều nó mới ngon. Đặc lắm, đặc ngán lắm. Mắm ngon chứ, rồi con nói vậy. Mà nó hơi thúi. Mắm đặc biệt, nó có mùi. Mắm kia là nấu người ta pha rồi. Mình cho nó chết đi. Pha có chất bảo quản không? Bó cũng hành vô tôm nha. Chút xíu nữa nấu lẩu cá hả? Chắc thẻo ra phi lê nhiều nó nhúng vô ăn quá. Không? Con có bịch nước lẩu thì nấu thì bỏ rau vô rồi nhúng ăn thôi, đơn giản mà dễ nấu mà, đúng không mà. Nhưng mà mấy đồ này ngày này thấy đồ ăn thấy ngán. Biết tiên ai quy đâu rồi điện về cho ăn cơ. Chưa không biết đường về. Ăn khá mùa hơi hộp chứ. Đói bụng. Quá ra chung cửa
không có thời gian gì rửa xe. Tới tối 30 mà coi như còn dọn dẹp mà. Ăn hết cái này. Không dễ chút xíu nữa. Mình đem gà qua cho bác Năm thôi nè. Hay sao? Bỏ qua phải lấy. Rồi á. Mình có mần gà không? Mùng 3 là mình không mần gà hả? Không có. Cơm xào thịt rạch xưởng nhỏ nhỏ. Hầm bắp cải. Nhưng mà ngày mai là mình có cuốn chay với mặn luôn. Không? Quế sao mẹ kêu mình mời nấu chay. Nấu chay cúng. Chay cúng mình. Quá là nọ. Bình thường á, mọi năm mình không có ăn cá lóc các bạn. Nhưng mà năm nay là mình đổi cái ăn cho ăn cá chứ ăn thịt ăn gà hoài nó ngán lắm. Ăn cá, ăn này ăn kia. Xíu nữa có mấy bạn vô chơi nấu lẩu cá. Mới ăn cháo cá giờ tới lẩu cá. Nên là cá làm tới không? Nó ăn cá cho nó có sức khỏe. Mà thôi. Ừ. Cái mẹ biết cái đợt con đi mua là sữa đó là bữa đó không đâu. Bữa con với Như giấu mẹ đi kiếm tiên về đó. Rồi xong rồi hai đứa mua lập xưởng về đó nhớ không. Là lần đó là một đợt lập xưởng. Xong rồi lần sau đi rước tiên là mua thêm một đợt nữa nhớ không. Đó là mua lập xưởng múc ở trên gọi là trạm thu phí á. Lập xưởng nó ngon lắm. Xưởng Úc Liên á nha mấy bạn. Có 100.000 à. Ăn tao nói mềm, ngon, thơm, bá cháy. Giờ thì chắc hai mẹ con dừng video quá. Ăn hết nổi. Cái video cháo cá tới đây cô tạm dừng nha các bạn. Các bạn thấy hay á, hấp dẫn á, các bạn đăng ký như cô like đặng có động lực làm nhiều video mới nhất nữa cho các bạn xem nha. Cô cũng cảm ơn các bạn, các con cháu đã đồng hành cô Như Tiên suốt thời gian qua. Cô rất cảm ơn các bạn các cháu nhiều nha. Chúc các bạn năm mới được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Trẻ mãi không già nha, hạnh phúc muôn năm nha. Cô không có lời lẽ gì hết, cô chúc các bạn vậy thôi. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye.